Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty chầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ chầm núi rừng mọc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 5 ly. Đây là sản phẩm chầm hương chìm nước nha cả nhà. Chầm hương chìm nước hiện đang rất là quý hiếm. Chuỗi 108 hạt mang ý nghĩa đoạn trừ 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu. Bên công ty chầm Hương Nguyễn chuyên sản xuất chầm zin 100%, không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Chuỗi 108 hạt 5 ly, đây là sản phẩm chầm hương chìm nước hiện đang rất quý hiếm nha cả nhà.